Xin chào anh em. Hôm nay báo có một người khách là nói chung là nhờ báo và khảo sát một nhà yến. Nhà yến này bây giờ đam mê và học hỏi của anh thì trên mạng này kia thì nói chung là ảnh đang đóng cái gỗ mà theo kiểu ở nước ngoài anh em ơi, là VS2, có nghĩa là nó có hai tầng thế này này anh em. Ok anh em ạ. Và anh đóng gỗ kiểu này mà theo cái kiểu cổ điển của người Indo và người Malay anh em, có nghĩa là đóng từ sông từ bên này và thông kia luôn, thì đó anh em thấy không, hai lớp luôn. Ok anh em thấy không, thì đóng kiểu này thì sau này nếu cái nhà chim mình nó có tổ á, hay nó có này kia thì có tổ thì kia thì tổ A nó rất là nhiều luôn. Ok anh em ha, tổ A cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà đóng gỗ thời như thế này, thời gian đầu con chim nó rất khó làm tổ, tại vì con chim nó làm tổ thì thường nó máy gấp ra nó làm thôi nè. Ở đây bà cũng có thấy máy tổ luôn này, máy tổ luôn nhưng mà toàn lẫn gấp anh em, anh em thấy không, gấp á đó. Ở đây cũng vậy, toàn toàn nhưng ở đây chỗ gấp không mà hay là tổ giả không mà anh em. Ok ha, đó là lại vậy đó em. Mà để ý có máy tổ là máy tổ nó nằm trên gấp không mà quẹt này, thấy không, toàn lẫn gấp hết. Ok anh em ha. Nhưng mà giả sử như sau này cái nhà này mà nó nhiều tổ anh em ơi, thì bao bảo đảm thì cái nhà này thì tổ rất là đẹp và tổ A rất là nhiều, tại vì ảnh không có đóng mấy cái ô caro nhiều, ảnh đang VX2 mà. Ok anh em ha, ở đây cũng vậy nè, ở đây toàn bộ là cũng này, ở góc khách anh em ơi, ở góc khách anh em ơi. Ok anh em ha, cái nhà này thì bà thấm tường, nhà này hiện giờ là thấm tường anh em à, thấm tường. Này đang là thấm tường, nhà này nhìn độ nó xuống là thấp anh em ạ. Ok anh em ha, đây là gỗ V2 anh em ha, gỗ này là đóng gỗ này với tên cổ điển này. Ok anh em ha,